Vừa qua, sau khi điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, 3 ngư dân bị thương do nổ bình ga trên tàu cá QNG95036TS đã bình phục hoàn toàn. Trước đó, khi đang khai thác hải sản gần khu vực đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thì bình ga trên tàu phát nổ khiến 3 ngư dân bị thương. Tàu QNG95036TS đã đưa các ngư dân bị nạn vào đảo cấp cứu. Các ngư dân gồm ông Trần Tùng, 41 tuổi, Nguyễn Bảo Đông, 32 tuổi và Trần Thanh Viên, 34 tuổi. Ngư dân Tùng bị thương nặng nhất do có nhiều vết thương ở toàn thân và chấn thương sọ não. Ngư dân Đông bị chấn động não cùng các vết chảy xước toàn thân. Ngư dân Viên bị một số vết chảy xước nhẹ trên cơ thể. Ngay khi các ngư dân lên đảo, chỉ huy đảo đã phối hợp với Trung tâm Y tế tiến hành các biện pháp phòng dịch COVID-19, đồng thời khẩn trương cấp cứu, điều trị các ngư dân bị thương. Sau điều trị, các ngư dân đã hoàn toàn bình phục.